Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thủ đô ngày mới được phát sóng trên kênh truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nửa cuối tháng 6 năm 2023, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động ở khu vực Biển Đông và có khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh, di chuyển phức tạp. Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực được dự báo tương đương hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Để tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời để chủ động trong công tác hộ đê phòng chống lụt bão năm 2023, cùng với các địa phương trên cả nước, thành phố Hà Nội đã có nhiều biện pháp nhằm hoàn thành công tác tu bổ, duy tu, bảo dưỡng đê điều và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đối với những vùng được đê bảo vệ. Năm 2022, thiên tai trên thế giới và khu vực diễn ra phức tạp. Nhiều trận thiên tai quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, vượt mức lịch sử gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản kinh tế. Ở nước ta, thiên tai xảy ra bất thường, cực đoan, trái quy luật. Trên địa bàn Hà Nội, các loại hình thiên tai cũng đã khiến 30 nhà dân bị sập đổ, gần 12.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, 200 cây xanh gãy đổ, gần 5.000 con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi, cùng 2.400 mét đê kè bị sạt lở, hư hỏng. Phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chúng tôi xác định nó là một cái việc làm thường xuyên và liên tục, và trên một cái tinh thần là phải thực hiện đảm bảo 4 tại chỗ. Đấy, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Thì đây là một cái nguyên tắc bất di bất dịch. Có thể nói là năm 2022 ấy, thì thành phố chúng ta cũng trải qua 4 cái cơn bão. Đấy, rồi là các cái tình hình về thời tiết thiên tai cũng có những các cái nó bất thường. Thế nhưng là với một cái tinh thần quán triệt phương châm chỉ đạo của Trung ương cũng như là của thành phố, thì các lực lượng của chúng ta từ thành phố đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt và có thể nói là không có những các cái mất mát về người. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nửa cuối tháng 6 năm 2023, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động ở khu vực Biển Đông và có khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh, di chuyển phức tạp. Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực được dự báo tương đương hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Để chủ động trong công tác hộ đê, phòng chống lụt bão năm 2023, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đối với những vùng được đê bảo vệ, cùng với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đê, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác tu bổ, duy tu, bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều. Đối với những sự cố đê điều đã xảy ra trong các mùa lũ, bão trước, đặc biệt quan tâm xử lý và tập trung nguồn lực để hoàn thành việc xử lý, đồng thời lập phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa lũ, bão năm 2023. Để chủ động cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, thì chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện một số những cái công việc như sau. Thứ nhất là tham mưu cho thành phố ban hành những cái chỉ thị về công tác tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong năm 2023, cũng như là ban hành quyết định kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố, rồi các quyết định phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, từng cấp, từng ngành đối với công tác đảm bảo an toàn đê điều, thì tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng để sớm phát hiện những cái hư hỏng, khiếm khuyết của đê, để từ đó thì sẽ đề xuất những cái giải pháp. Một nội dung nữa là chúng tôi cũng tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ của các công trình phòng chống thiên tai, từ đó để có những văn bản đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh cái tiến độ thi công để đưa công trình sớm vào sử dụng, khai thác sử dụng để phòng chống thiên tai. Tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, một số đoạn đê bị sụt lún do nước sông dâng cao, nhiều vị trí sạt lở áp sát khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định bờ sông, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Trước nguy cơ mất an toàn về phòng chống thiên tai, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn, hạn chế hoặc cấm người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn nhà ở, dân cư, hạ tầng kinh tế, đồng thời thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế cao nhất sự phát triển của các cung sạt. Các khu vực sạt lở cũng đã được thành phố đầu tư triển khai cấp bách. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ công trình đã đạt khối lượng đề ra, đảm bảo đáp ứng tốt công tác phòng chống thiên tai trong năm nay. Xác định đây là một trong những cái dự án xử lý cấp bách, đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, vật lực, cũng huy động máy móc thiết bị để thực hiện và hoàn thành cái nhiệm vụ. Đơn vị thi công chúng tôi đang tranh thủ thời tiết thuận lợi là dồn tất cả máy móc thiết bị về để tập trung thi công
đạt cái tiến độ của chủ đầu tư và thành phố Hà Nội đề ra. Và chúng tôi là đang làm ngày đêm để đảm bảo tiến độ. Trước mùa mưa lũ, các đơn vị tư vấn giám sát đều có mặt trên công trường 24/24 để đảm bảo về cái chất lượng công trình, tiến độ và mỹ thuật. Có những cái việc phát sinh tại công trường, tư vấn giám sát cùng đơn vị thi công đã báo cáo kịp thời, xin ý kiến chủ đầu tư và các đơn vị liên quan như tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế để kịp thời đưa ra những cái biện pháp để kịp tiến độ. Không chỉ có nhiều giải pháp cấp bách như hướng dẫn, thông tin, cảnh báo và giám sát người dân qua lại khu vực xảy ra sự cố, đánh giá khoanh vùng phạm vi có nguy cơ tiếp tục sạt lở, sẵn sàng các phương án ứng phó theo tinh thần 4 tại chỗ, bố trí các nguồn lực triển khai, lập dự án, xử lý cấp bách vấn đề này. Cùng với đó, tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn nhà ở, dân cư, hạ tầng kinh tế và thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế cao nhất sự phát triển của các cung sạt. Các địa phương trên địa bàn thành phố cũng chủ động, thường xuyên tổ chức các chương trình diễn tập công tác phòng chống thiên tai. Đây là chương trình diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Chi cục Đê điều và Thủy lợi vừa phối hợp với một số địa phương tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thông qua những chương trình diễn tập như thế này, người dân và chính quyền cơ sở có thêm kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó với thiên tai. Diễn tập để cho các lực lượng, các xã cũng như là lực lượng quản lý đê cũng như là các lực lượng tham gia, đặc biệt là lực lượng tuần tra canh gác và lực lượng xung kích tập trung, người ta biết việc. Thì qua đấy thì người ta sẽ có cái sự cố xảy ra thật thì cái làm nó sẽ chuẩn nhuần nhuyễn và có kinh nghiệm cũng như là đúng kỹ thuật đề ra. Tại các buổi diễn tập, các phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót tồn tại, tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội đóng trên địa bàn cũng tích cực được tổ chức. Thực hiện chỉ thị số 09 ngày 1 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời để chủ động trong công tác hộ đê, phòng chống lụt bão năm 2023, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đối với những vùng được đê bảo vệ. Các cấp sở ngành của thành phố Hà Nội căn cứ vào phương án hộ đê đã chỉ đạo chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài vật tư dự trữ của nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân để trong trường hợp có sự cố xảy ra, kể cả vật tư thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn. Năm 2023 này, chúng tôi tiếp tục có những các cái chỉ đạo mạnh thêm trong cái lĩnh vực tình huống khi mà có thể nói là mưa, bão, ngập úng. Thì đây là một cái vấn đề mà có thể nói là đối với thành phố chúng ta thì cũng xảy ra thường xuyên. Thì đối với vấn đề là liên quan đến các cái hệ thống thoát nước ở khu vực ngoại ô của khu vực trung tâm này, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo nạo vét và khơi thông các cái dòng chảy. Thế còn trong cái khu vực nội đô ấy, thì chúng tôi cũng chỉ đạo các cái công ty làm sao đó mà khơi thông toàn bộ, hút hết các cái bùn trong các cái hệ thống cống ở trong cái khu vực nội đô, để làm sao đó mà nó không bị gây ra những các cái ách tắc và ngập úng cục bộ, để làm sao đó mà nó được thông thoát và cũng như là tiêu thoát nước khi có cái tình huống mưa lũ lớn xảy ra. Thì đây cũng là những vấn đề mà có thể nói là gây bức xúc trong cái vấn đề quản lý nhà nước cũng như là đặc biệt nhất là của các cái người dân ở các cái điểm vùng trũng trên địa bàn của thành phố chúng ta. Chúng ta xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, nhưng tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo các khu vực dân ở các ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Tích, sông Bùi và chính quyền địa phương thì xây dựng cái phương án phòng chống thiên tai, trong đó có phương án đó là sẵn sàng di dời dân ra vùng dược khi mà nước sông Hồng sò dâng cao do xả lũ Hòa Bình và do mưa xảy ra. Phòng chống thiên tai, trong đó có phương án đó là sẵn sàng di dời dân ra vùng dược khi mà nước sông Hồng sò dâng cao do xả lũ Hòa Bình và do mưa xảy ra. Qua kiểm tra, đánh giá mới đây nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố trước mùa mưa bão năm nay về hiện trạng công trình thủy lợi và đê điều trước mùa mưa lũ năm nay, thì hơn 620 km đê và hệ thống thủy lợi của các địa phương cơ bản đảm bảo đủ khả năng chống lũ với mực nước thiết kế. Tuy nhiên, theo dự báo, diễn biến mùa mưa năm nay rất bất thường. Do vậy, để bảo đảm an toàn công trình phòng chống lũ thời gian tới, các địa phương cần phối hợp với cơ quan quản lý đê theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, tiếp tục bố trí lực lượng ứng trực và phân luồng giao thông nhằm hạn chế sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
Thưa quý vị, trên địa bàn Hà Nội hiện có 360.000 doanh nghiệp, trong đó số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 97,2% số doanh nghiệp trên địa bàn, đóng góp hơn 45% GDP cho Hà Nội và tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động. Với sự quyết đoán và sáng tạo, hỗ trợ lẫn nhau, giữ vững ổn định sản xuất, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của thủ đô và của đất nước. Thời gian qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 mới được kiểm soát cùng với những căng thẳng địa chính trị, xung đột giữa các nước trên thế giới đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Tuy nhiên, với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2023 của thành phố đã đạt được những kết quả khá tích cực. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 năm 2023 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, cao gấp 1,7 lần bình quân chung của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu của thành phố 4 tháng đầu năm ước đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2022 và là địa phương đứng đầu cả nước trong thu hút đầu tư 4 tháng đầu năm 2023. Để có được thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Trong cái giai đoạn mà thời kỳ Covid vô cùng khó khăn, nhưng mà với sự chung tay của các cấp chính quyền cũng như là sự vào cuộc của hiệp hội, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thủ đô đã liên kết với nhau, không chỉ liên kết trong nội vùng của thủ đô Hà Nội mà liên kết với tất cả các khu vực, đặc biệt là các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung và miền Nam, khi kết nối các doanh nghiệp vào với nhau, đặc biệt các doanh nghiệp vừa nhỏ. Đồng chí Đỗ Quang Hiền, chủ tịch hiệp hội. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng sản xuất chủ yếu của nền kinh tế, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố Hà Nội qua các thời kỳ. Tiến trình phát triển của đội ngũ doanh nhân gắn bó mật thiết với công cuộc đổi mới của thủ đô. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng, các doanh nghiệp và doanh nhân đã thể hiện vai trò và đóng góp quan trọng thúc đẩy sự chuyển mình và cất cánh của nền kinh tế thủ đô và đất nước. Hiện Hà Nội có 360.000 doanh nghiệp, trong đó số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 97,2% số doanh nghiệp trên địa bàn, đóng góp hơn 45% GDP cho Hà Nội và tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động. Đặc biệt, không thể không nhắc tới vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội khi đã phát huy tốt vai trò cầu nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ, ổn định thị trường, đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân thủ đô. Chúng tôi vẫn tập trung đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là các công tác thủ tục hành chính, các cái hàng rào cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp, để làm sao chúng tôi sẽ tổ chức rất nhiều các cái diễn đàn kinh tế thủ đô, đối thoại trực tiếp với chính phủ, các bộ ngành, lãnh đạo thành phố và sở ngành nhằm tháo gỡ các cái khó khăn, các cái vướng mắc để có nhiều các cái giải pháp về tài chính, về tiền tệ, giải pháp về thị trường để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cũng như cộng đồng doanh nghiệp thủ đô sẽ được đẩy mạnh các hoạt động về phân phối các cái sản phẩm áo dịch vụ, rồi lập thành các cái chuỗi giá trị và đặc biệt là nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Có thể thấy trong những năm qua, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang ngày càng có những đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế, nhất là trong duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thủ đô. Tuy nhiên, thời gian tới, tình hình thế giới dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Sự dịch chuyển chuỗi giá trị, xu hướng thị trường theo hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững, vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu và các yêu cầu mới về phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đòi hỏi các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thủ đô nói chung và cả nước nói riêng cần nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát huy được vai trò là lực lượng chủ lực, là động lực quan trọng đóng góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội như Đại hội 13 của Đảng đã xác định. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.